mua mì cay về cho con trai thầy Thanh nha mọi người ha. Hello mọi người. Đây nó vừa khô nước nè. À, giờ này mình còn đây mình nấu mì cay cho con trai mình nha. Mì cay này mình mua ở tận Hàn Quốc nha, nó chơi chứ mì cay Seoul Hàn Quốc. Đợi tí xíu nó sôi lên nữa là được rồi. Đó. Ủa chưa quay hả? À mình đang bỏ thêm một số topping nè. Đó. Giờ đợi nó sôi lên nha mọi người ha. Thầy Thanh chỉ còn đợi là đợi chờ nó sôi lên mọi người ha. Sôi xong mình thêm mì vô nè, rau cải nè, đó là mình có thể nó chín xong rồi mình chiên là được rồi. Bao nhiêu hồi chờ đợi cuối cùng nước cũng sôi mọi người ơi. Nhìn hấp dẫn quá trời mọi người ơi. Thêm tí xíu topping vô nữa là được rồi. Bỏ hành vô nào. Này mình nấu thiệt là chín á, ăn mới ngon, an tâm mọi người ơi. Sức khỏe là trên hết. Bây giờ mình bỏ rau này vô nữa mọi người ha, đảo lần nữa đợi nó chín là xong. Đó. Quá tuyệt vời mọi người nhìn nè. Xúc xích nè. Đó, chả cá nè, mì nè, rau nè, bỏ thêm tí hành nữa mọi người ha. Quá hấp dẫn mọi người. Mọi người follow ủng hộ TikTok YouTube của thầy Thanh nha. Bye bye mọi người.